Xin chào các em. Cô là Nguyễn Thị Minh Nguyệt, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Rất vui được đồng hành với các em trong chương trình dạy học trên truyền hình do Sở Giáo dục và Đào tạo kết hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên tổ chức. Trong những tiết học trước, các em đã được ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học. Bắt đầu từ tiết học hôm nay, các em sẽ chuyển sang ôn tập phần di truyền học, một phần mà có lượng kiến thức chiếm tới 65% trong đề thi trung học phổ thông quốc gia bộ môn sinh học. Ở tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau hệ thống lại kiến thức phần bài gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN. Nội dung của bài gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là gen, 2 mã di truyền, 3 quá trình nhân đôi ADN. Thứ nhất, gen. Các em quan sát, đây là sơ đồ mô tả phân tử ADN theo Watson và Crick. ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch polynucleotide chạy song song và ngược chiều nhau. Một mạch có chiều từ 3, đến 5, thì mạch còn lại sẽ có chiều từ 5, đến 3, và gen chỉ là một đoạn của ADN. Khi nào đoạn ADN sẽ trở thành gen? Khi nó mang thông tin mã hóa một chuỗi polypeptide hay một phân tử ARN. Khi làm bài tập về gen liên quan đến cấu trúc hóa học hay cấu trúc không gian thì cũng tương ứng như bài tập của phần ADN nên cô trò chúng ta sẽ hệ thống lại một số dạng bài tập của phần ADN hay là gen. Dạng bài tập thứ nhất là tính chiều dài của cả phân tử ADN, tính tổng số nu của ADN hay là gen. Trên kênh hình các em sẽ thấy chiều dài của phân tử ADN hay chính là chiều dài của một mạch ADN. Mà một nu của nucleotide thì có kích thước là 3,4 angstrom. Vậy làm thế nào chúng ta tính được chiều dài của phân tử khi biết tổng số nu của cả phân tử? Lúc đó chúng ta sẽ lấy tổng số nu của cả phân tử chia cho 2 để ra số nu của một mạch. Sau đó nhân với 3,4 angstrom là kích thước của một nu. Nếu biết số chu kỳ xoắn thì chúng ta sẽ tính như sau. Ở đây số chu kỳ xoắn cô ký hiệu bằng chữ C. Một chu kỳ xoắn có chiều cao là 34 angstrom. Vậy chiều dài của phân tử sẽ bằng số chu kỳ xoắn nhân với 34 angstrom. Muốn tính tổng số nu của cả phân tử ADN, từ công thức trên chúng ta cũng có thể suy ra. Ta lấy chiều dài của phân tử ADN chia cho 3,4 angstrom để ra số nu của một mạch. Sau đó chúng ta nhân với 2. Còn nếu đề bài cho chúng ta tổng số chu kỳ xoắn thì chúng ta lấy số chu kỳ xoắn nhân với 20. 20 ở đây có nghĩa là một chu kỳ xoắn thì có 10 cặp nucleotide tương ứng với 20 nucleotide. Chúng ta sẽ chuyển sang dạng bài tiếp theo, đó là dạng bài vận dụng nguyên tắc bổ sung. Đơn phân của phân tử ADN là nucleotide và một nucleotide gồm có 3 thành phần như sau. Thành phần thứ nhất là axit phosphoric, thành phần thứ hai là đường deoxyribose, thành phần thứ ba là bazơ nitơ. Có 4 loại bazơ nitơ được ký hiệu là T, G, X và A. Tương ứng tạo ra 4 loại nucleotide, trong đó T và X là bazơ nhỏ, còn G và A là bazơ lớn các nucleotide giữa hai mạch đơn của ADN hay của gen sẽ liên kết với nhau bằng liên kết hydro theo nguyên tắc bổ sung. Cụ thể, cứ một ba dơ lớn thì được bù bằng một ba dơ bé, tức là A chỉ liên kết với T bằng hai liên kết hydro, G chỉ liên kết với X bằng ba liên kết hydro. Từ đây chúng ta suy ra được số nucleotide loại A trên mạch 1 sẽ bằng T ở mạch 2. T của mạch 1 bằng A của mạch 2, G của mạch 1 bằng X của mạch 2 và X của mạch 1 bằng G mạch 2. Như vậy, tổng số nucleotide loại A của cả phân tử ADN sẽ bằng A mạch 1 cộng với A mạch 2 hay chính bằng A mạch 1 cộng T mạch 1 và bằng T mạch 1 cộng T mạch 2 hay chính bằng T của cả phân tử tương tự, các em cũng xây dựng được công thức tính G và X. Đây là công thức tính số lượng, còn công thức tính phần trăm thì có điểm gì khác? Tổng số phần trăm các loại nucleotide trên một mạch sẽ là 100%. Vậy cả hai mạch sẽ là 200%, nên chính vì vậy khi tính tổng số phần trăm nucleotide loại A của cả phân tử thì sẽ bằng A mạch 1 phần trăm cộng với A mạch 2 phần trăm tất cả chia cho 2. Hay chính bằng A mạch 1 phần trăm cộng với T mạch 1 phần trăm tất cả chia 2. Và chính bằng T mạch 1 phần trăm cộng với T mạch 2 phần trăm tất cả chia cho 2. Và bằng T phần trăm. Tương tự, các em cũng xây dựng được công thức G phần trăm bằng X phần trăm. vận dụng nguyên tắc bổ sung chúng ta sẽ thấy ở đây tổng số nu của cả phân tử adn sẽ bằng a cộng với t cộng g cộng x trong đó a thì bằng t g thì bằng x dẫn đến a cộng với g cũng sẽ bằng t cộng với x và bằng tổng số nu chia cho hai tương tự công thức phần trăm chúng ta cũng suy ra được A phần trăm cộng với G phần trăm thì bằng T phần trăm cộng X phần trăm và bằng 50 phần trăm. Dạng bài tập thứ ba cô giới thiệu với các em đó là tính số liên kết hiro. A thì liên kết với T bằng 2 liên kết hiro, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiro. Chính vì vậy số liên kết hiro sẽ được tính theo công thức 2A cộng 3G. Sau đây, cô trò chúng ta sẽ đi vận dụng làm một số bài tập. Bài tập số 1, ở một đoạn gen, ở mạch thứ nhất có trình tự các nucleotide như sau. Hãy xác định trình tự các nucleotide ở mạch thứ hai, số nucleotide mỗi loại của đoạn gen này, số liên kết hiro của đoạn gen và chiều dài của đoạn gen này. Muốn giải quyết bài tập này, chúng ta hãy vận dụng nguyên tắc bổ sung làm yêu cầu thứ nhất. Chúng ta có đoạn mạch thứ nhất của gen. Vậy, muốn chỉ ra đoạn mạch thứ hai của gen, chúng ta chỉ cần theo nguyên tắc bổ sung. G thì với X, X với G, T với A và A với T. Tuy nhiên, các em chú ý chiều của mạch 2 sẽ ngược với chiều mạch 1 là từ 5' đến 3'. Muốn tính số nucleotide mỗi loại của đoạn gen. Chúng ta áp dụng công thức A của đoạn gen sẽ bằng T của đoạn gen bằng A mạch 1 cộng với A mạch 2. Cụ thể A mạch 1 thì bằng 2 nucleotide, A mạch 2 có 3 nucleotide, thay số vào chúng ta có kết quả bằng 5 nucleotide. Tương tự, chúng ta cũng tính được G và X của đoạn gen. chúng ta chuyển sang yêu cầu thứ ba số liên kết hero của đoạn gen số liên kết hero của đoạn gen bằng 2 a cộng 3 g a ở đây bằng 5 còn g ở đây bằng 3 các em thay số vào chúng ta tính được bằng 19 liên kết về tính chiều dài của đoạn gen này chúng ta áp dụng công thức chiều dài bằng tổng số nu của đoạn gen chia cho 2 Tất cả nhân với 3,4 angterong. Ở đây các em sẽ tính tổng số nu của gen bằng cách các em có thể đếm. Hoặc chúng ta cũng có thể sử dụng công thức là A cộng với G thì bằng N trên 2. Và như vậy ở đây chúng ta thay số vào bằng 8 nhân với 3,4 và bằng 27,2 angterong. chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Ở bài tập số 2, gen là một đoạn của phân tử ADN. Đây là một bài tập trắc nghiệm với câu hỏi là câu viết tiếp. Với câu viết tiếp thì các em chú ý đáp án phải ghép với lời dẫn trở thành một câu hoàn chỉnh và có ý nghĩa đúng. Chúng ta kiểm tra các đáp án. A. À, mang thông tin mã hóa chuỗi polypeptide hay phân tử ARN. Khi ghép với lời dẫn đây là một câu đầy đủ và mang ý nghĩa đúng đây chính là khái niệm đúng về gen. Còn B vẫn tạo ra một câu hoàn chỉnh nhưng ý nghĩa không đúng ở chỗ mang thông tin di truyền của các loài. Gen chỉ quy định một chuỗi polypeptide hay một phân tử ARN không thể mang thông tin di truyền của tất cả các loài. Tương tự ở đáp án C cũng vậy. Sai ở điểm mang thông tin quy định cấu trúc phân tử protein, đây là một câu khẳng định trong khi gen là một đoạn của phân tử ADN mã hóa phân tử ARN. Ở đáp án D cũng sai ở điểm là chứa nucleotide loại U, U là đơn phân của ARN. Vậy đáp án của bài này là A. chúng ta chuyển sang bài tập số 3. Bài này có trong đề thi minh họa năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ở một phân tử ADN, ở vi khuẩn, có 10% số nucleotide loại A. Theo lý thuyết, tỷ lệ phần trăm nucleotide loại G của phân tử này sẽ là Chúng ta có A phần trăm cộng G phần trăm bằng 50%. Từ đây chúng ta suy ra G bằng 50% trừ A phần trăm thay số vào chúng ta tính được g bằng 40%. Vậy đáp án đúng của câu hỏi này là đáp án D. Chúng ta chuyển sang nội dung thứ hai, mã di truyền. Ở phần mã di truyền, các em cần nắm được nội dung sau. Thứ nhất là khái niệm và thứ hai là đặc điểm. Về khái niệm hay định nghĩa, mã di truyền là trình tự sắp xếp các nucleotide trong gen quy định trình tự sắp xếp các axit amin trong phân tử protein. Về đặc điểm của mã di truyền. Đặc điểm thứ nhất, mã di truyền là mã bộ 3 được đọc liên tục bắt đầu từ một điểm xác định theo từng cụm ba nucleotide mà không gối lên nhau. Đặc điểm này đã được các nhà khoa học chứng minh bằng thực nghiệm. Các em quan sát kênh hình sau. Đây là kênh hình mô tả cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử, gồm có cơ chế di truyền tự nhân đôi ADN, cơ chế phiên mã tổng hợp ARN, dịch mã tổng hợp protein. Chúng ta quan tâm đến gen. Gen gồm có hai mạch, mạch bổ sung và mạch mã gốc. Trên mạch mã gốc, các thông tin di truyền được đọc theo chiều từ 3, đến 5, các bộ ba trên mạch mã gốc sẽ quy định các bộ ba trên ARN thông tin. Và như vậy các bộ ba hay cô đông trên ARN thông tin sẽ được đọc theo chiều từ 5, phẩy đến 3, phẩy. Các bộ ba trên ARN thông tin lại quy định trực tiếp các axit amin trong chuỗi polypeptide. Chính vì vậy, mã di truyền thường được đọc trên ARN thông tin và theo chiều từ 5, phẩy đến 3, phẩy. Đây là bảng mã di truyền. Các em quan sát thấy có xuất hiện các chữ U, điều đấy chứng tỏ các bộ ba trên bảng mã di truyền này được đọc trên ARN thông tin. Có bốn loại nucleotide sẽ tạo ra số bộ ba là 4 mũ 3 và bằng 64 bộ 3. Bảng mã di truyền này sẽ được dùng chung cho tất cả các loài. Chính vì vậy, đặc điểm thứ hai của mã di truyền là Mã di truyền có tính phổ biến. Vậy trừ một vài ngoại lệ ở đây là gì? Đó là trừ ở một số loài vi sinh vật. Có bộ ba AUG. Ở sinh vật nhân sơ là quy định axit amin formin methionine, nhưng ở sinh vật nhân thực thì lại quy định là axit amin methionine. Trên bảng mã di truyền các em quan sát thấy cứ một bộ ba chỉ quy định một axit amin. Ví dụ UUU chỉ quy định axit amin phenylalanine hoặc là UUG quy định axit amin leucine. Vì vậy, mã di truyền có đặc điểm thứ ba là có tính đặc hiệu. Tuy nhiên, chúng ta lại thấy Acid amin phenin alanin có tới hai bộ ba quy định axit amin leucine có tới 6 bộ ba quy định tức là có hiện tượng nhiều bộ ba cùng mã hóa một axit amin đây chính là đặc điểm thứ tư của mã di truyền mã di truyền có tính thoái hóa trừ một số bộ ba ở đây là AUG quy định axit amin methionine hay formin methionine ở sinh vật nhân sơ. Và bộ 3 UGG quy định axit amin tryptophan. Trong bảng mã di truyền, các em chú ý cho cô một số bộ 3. Bộ 3 thứ nhất là bộ 3 AUG được ký hiệu bằng chữ MD bên cạnh. Đây là bộ 3 mở đầu với chức năng khởi đầu dịch mã, mã hóa axit amin methionine ở sinh vật nhân thực, phosmin methionine ở sinh vật nhân sơ. Tiếp theo là ba bộ ba được ký hiệu bằng chữ KT. Đây là các bộ ba kết thúc. Các bộ ba này quy định các tín hiệu kết thúc dịch mã và không mã hóa cho axit amin nào. Vậy trên bảng mã di truyền chúng ta có 64 bộ 3 thì chỉ có 61 bộ 3 quy định axit amin, còn 3 bộ 3 không quy định axit amin. Chúng ta sẽ chuyển sang làm bài tập. Bài tập số 1, trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về mã di truyền? 1. Là mã bộ 3, đây chính là đặc điểm của mã di truyền. Hai, có tất cả 62 bộ 3. Phát biểu này là sai vì có 64 bộ 3. Phát biểu thứ 3 có 3 bộ 3 kết thúc, cái này là đúng. Phát biểu thứ tư mang tính thoái hóa. Đây chính là một đặc điểm của mã di truyền. Phát biểu thứ năm, bộ 3 quy định tín hiệu kết thúc dịch mã là 3, UAA 5 phẩy. Đúng bộ 3 UAA là bộ 3 kết thúc. Nhưng bộ 3 này phải được đọc theo chiều từ 5 phẩy đến 3 phẩy, chứ không đọc theo chiều từ 3 phẩy đến 5 phẩy. Nên đây là một phát biểu sai. Như vậy, đáp án của câu hỏi này là đáp án C với 3 phát biểu đúng. Chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Trong các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng về mã di truyền? Phát biểu thứ nhất Tất cả các loài đều sử dụng chung một bộ mã di truyền trừ một vài ngoại lệ. Đây là một phát biểu đúng vì đây là một đặc điểm của mã di truyền. Phát biểu số 2 Có tất cả 64 bộ ba mã hóa cho các loại axit amin. Phát biểu này không đúng có 64 bộ ba nhưng chỉ có 61 bộ ba mã hóa cho axit amin. Phát biểu thứ ba. Trong một đoạn của phân tử ARN thông tin chỉ được cấu tạo từ hai loại nucleotide là A và U có thể mã hóa tối đa 7 loại axit amin. Với hai loại nucleotide là A và U sẽ tạo ra được tám loại bộ 3. Tuy nhiên, trong 8 loại bộ 3, có bộ 3 UAA là bộ 3 kết thúc nên không thể mã hóa cho axit amin nào. Ở đây là có thể mã hóa cho 7 loại axit amin là đúng. Và các em chú ý cho cô, nếu bỏ cụm từ có thể thì sẽ bị sai. Vì mã di truyền có tính thoái hóa, về các em kiểm tra lại cho cô bảng mã di truyền một lần nữa. Phát biểu thứ tư, cô đông 5, UAG 3, mã hóa cho axit amin mở đầu khi tổng hợp protein. Cô đông 5, UAG 3, đây không phải là bộ 3 mở đầu mà đây là bộ 3 kết thúc nên phát biểu này là phát biểu sai. Vậy đáp án của câu hỏi này là đáp án B với hai phát biểu đúng. chúng ta chuyển sang nội dung thứ ba của bài quá trình nhân đôi ADN. Thứ nhất về nơi diễn ra. Ở tế bào nhân thực, quá trình nhân đôi ADN diễn ra ở trong nhân, ti thể, lục lạc. Còn ở tế bào nhân sơ diễn ra chủ yếu tại vùng nhân. Về thời điểm diễn ra, thì diễn ra trước khi tế bào bước vào giai đoạn phân chia. Cụ thể như sau, đối với tế bào nhân thực, ADN trong nhân sẽ diễn ra ở pha S của kỳ trung gian. Còn đối với ở ADN trong ty thể và lục lạp thì sẽ diễn ra quá trình nhân đôi khi các bào quan này nhân đôi. Về nguyên tắc của quá trình nhân đôi có hai nguyên tắc, đó là nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn. Ta chuyển sang quá trình nhân đôi ADN. Về quá trình nhân đôi ADN gồm có 3 bước. Bước thứ nhất là tháo xoắn phân tử ADN. Nhờ các enzyme tháo xoắn, hai mạch đơn của phân tử ADN sẽ tách nhau ra, dần tạo ra trạc chữ Y để lộ ra hai mạch khuôn. Trong đó có một mạch có đầu là 3,OH, còn một mạch có đầu là 5,P. Bước thứ hai, tổng hợp các mạch mới của ADN. Enzyme ADN polymerase sẽ lần lượt liên kết các nu cờ tít tự do với các nu trên mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung. Vì enzyme này chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều từ 5 phẩy đến 3 phẩy nên trên mạch khuôn có chiều từ 3 phẩy đến 5 phẩy. Mạch mới sẽ được tổng hợp liên tục. Còn trên mạch khuôn có chiều từ 5, phẩy đến 3, phẩy, thì mạch mới được tổng hợp ngắt quãng, tạo ra các đoạn okaraki. Sau này sẽ được các enzyme nối, nối lại. Ở đây, cô giáo lưu ý thêm cho các em. Enzyme ADN polymerase không thể thực hiện được nhiệm vụ chức năng của mình nếu không có enzyme ARN polymerase. Enzyme này sẽ thực hiện tổng hợp đoạn mồi. Tổng hợp các đoạn mồi để lộ ra các đầu 3 phẩy. Nên các nucleotide tham gia vào quá trình nhân đôi ADN sẽ có 8 loại. Trong đó có 4 loại là ATGX là tham gia cấu tạo ADN. Còn có 4 loại AUGX là tham gia cấu tạo đoạn mồi. Bước thứ ba, hai phân tử ADN được hình thành. Ở bước này các em sẽ thấy mạch mới được tổng hợp sẽ xoắn lại cùng với mạch khuôn. Chính vì vậy, phân tử ADN được tạo thành có một mạch là mạch mới, còn một mạch là mạch của ADN ban đầu. Đây chính là nguyên tắc bán bảo tồn. Trước khi chuyển sang phần kết quả của quá trình nhân đôi, cô lưu ý các em. Tính theo chiều mở trạc chữ Y, thì mạch mới được tổng hợp liên tục sẽ cùng chiều mở trạc chữ Y. Còn mạch tổng hợp gián đoạn sẽ được tổng hợp theo chiều ngược chiều mở trạc chữ Y. Về kết quả, từ một phân tử ADN qua một lần nhân đôi sẽ tạo ra hai phân tử ADN giống nhau và giống với ADN ban đầu. Vậy nhân đôi ở sinh vật nhân sơ và ở sinh vật nhân thực có điểm gì khác nhau? Phân tử ADN ở sinh vật nhân sơ có dạng mạch vòng. Còn ở sinh vật nhân thực thì mạch thẳng. Và trên ADN ở sinh vật nhân sơ các em quan sát sẽ chỉ có một điểm khởi đầu sao chép tại đây hai mạch sẽ tách nhau ra và tiến hành tổng hợp mạch mới tạo ra hai phân tử adn con như vậy trên adn của sinh vật nhân sơ chỉ có một đơn vị nhân đôi còn trên adn của sinh vật nhân thực có nhiều điểm sao chép chính vì vậy sẽ có nhiều đơn vị nhân đôi Điểm khác thứ hai nữa là ở sinh vật nhân sơ thì quá trình nhân đôi sử dụng ít loại enzyme hơn sinh vật nhân thực. Chúng ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo phần bài tập. Trước khi đi vào các bài tập cụ thể, chúng ta sẽ hệ thống lại một số công thức. Đây là phân tử ADN cô giáo vẽ nó cũng là một chuỗi xoắn kép nhưng ở đây cô sao sẽ vẽ mạch thẳng để cho các em dễ theo dõi. Phân tử này khi nhân đôi một lần sẽ tạo ra hai phân tử ADN mới bằng 2 mũ 1. Hai lần liên tiếp sẽ tạo ra bốn phân tử, tạm bằng 2 mũ 2. 1 và 2 ở đây là số lần nhân đôi. Vậy nếu một phân tử nhân đôi k lần liên tiếp thì sẽ tạo ra 2 mũ k phân tử và số phân tử ADN có cấu trúc hoàn toàn từ nguyên liệu của môi trường nội bào sẽ bằng 2 mũ K trừ 2. Tại sao lại trừ 2? Vì theo nguyên tắc bán bảo tồn thì hai mạch của ADN ban đầu sẽ nằm ở hai phân tử ADN mới nên sẽ có hai phân tử ADN mới không chứa hoàn toàn từ nguyên liệu môi trường nội bào. Về số nucleotide môi trường cung cấp, về tổng số nu môi trường cung cấp cô giáo ký hiệu như sau. Sẽ bằng số nu của một phân tử ADN nhân với 2 mũ K 1. Ở đây tại sao lại là nhân với 2 mũ K 1? Vì các em chú ý, trong 2 mũ K phân tử được tạo ra thì sẽ có một phân tử là mang nguyên liệu ban đầu với giá trị tương đương nên ở đây chúng ta sẽ trừ đi 1. Vậy a của môi trường cũng sẽ bằng t của môi trường và bằng a nhân với 2 mũ k trừ 1. g của môi trường bằng x của môi trường và bằng g nhân với 2 mũ k trừ 1. Chúng ta sang một số bài tập sau. 1 một phân tử ADN có chiều dài là 17 nhân 10 mũ 5 angstrom và A chiếm 30% tổng số nucleotid. Phân tử này nhân đôi 3 lần, hãy xác định số nucleotid mỗi loại của phân tử ADN, số nucleotid mỗi loại mà môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi. Chúng ta làm nội dung thứ nhất trước. Muốn xác định được số nu mỗi loại của phân tử ADN, ở đây có nghĩa là ATGX, thì trước tiên các em sẽ phải đổi từ chiều dài này ra tổng số nu. Sau đó dựa vào A chiếm 30% tổng số nu để các em tính. Cụ thể, tổng số nu của phân tử ADN sẽ bằng chiều dài chia cho 3,4 và nhân với 2, thay số vào chúng ta tính được tổng số nu của phân tử ADN này là 10 mũ 6 nucleotide. Sau đó chúng ta theo nguyên tắc bổ sung có A bằng T và bằng 30% tổng số nu hay chính là bằng 30% của 10 mũ 6 và bằng 3 x 10 mũ 5 nucleotide. Chúng ta lại có A cộng G thì bằng N trên 2 hay chính bằng 5 nhân với 10 mũ 5 từ đây chúng ta suy ra được g bằng x và bằng 5 x 10 mũ 5 trừ đi 3 x 10 mũ 5 và bằng 2 x 10 mũ 5 nucleotid. Chúng ta chuyển sang nội dung yêu cầu thứ hai. Số nucleotid mỗi loại mà môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi. Phần này các em chỉ cần áp dụng công thức Chúng ta có A môi trường bằng T môi trường và bằng A nhân với 2 mũ K chữ 1. Các em thay số vào, chúng ta tính ra được kết quả. Bằng 21 nhân với 10 mũ 5 nucleotide. Tương tự, G môi trường bằng X môi trường bằng G nhân với 2 mũ K chữ 1. Tương tự các em thay số vào và chúng ta tính được bằng 14 nhân với 10 mũ 5 nucleotide. chúng ta chuyển sang bài tập số 2. Đây là bài tập có trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia môn sinh học năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng về giai đoạn kéo dài mạch polynucleotide mới trên một trạc chữ Y trong quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ. Ở đây các em chú ý có 4 sơ đồ. Với bốn sơ đồ này, cô giáo lưu ý lại kiến thức. Mỗi một chạc chữ Y thì trên mạch khuôn có chiều chạy theo chiều từ 3 phẩy đến 5 phẩy. Mạch mới luôn tổng hợp liên tục. Còn mạch khuôn có chiều chạy từ 5 phẩy đến 3 phẩy theo chiều mở trạc chữ Y thì mạch mới được tổng hợp gián đoạn. Như vậy trong 4 sơ đồ các em sẽ thấy sơ đồ 1 và sơ đồ 2 đảm bảo yêu cầu trên. Tuy nhiên, theo chiều mở chạc chữ y thì mạch tổng hợp liên tục sẽ được tổng hợp theo chiều mở chạc. Còn mạch tổng hợp gián đoạn sẽ chạy theo ngược chiều chiều mở chạc chữ y. Như vậy thì chỉ có sơ đồ 2 là sơ đồ đúng. Vậy đáp án của chúng ta là đáp án D. Các em thân mến, trong thời gian vừa rồi cô đã hướng dẫn các em ôn tập lại phần gen mã di truyền và quá trình nhân đôi adn về các em ôn tập lại một lần nữa làm thêm các câu hỏi trắc nghiệm có liên quan chúc các em ôn tập hiệu quả xin chào và hẹn gặp lại